Chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy tiếp tục sản xuất video hướng dẫn các em giải đề thi học sinh giỏi lớp 9 bộ môn hóa học. Như vậy là thầy đã có 15 video, hôm nay là bước sang video số 16. Hôm nay chúng ta tiến hành giải câu 1, 2, đề bài như sau. Có 3 cốc đựng 3 dung dịch mất nhãn gồm sắt 2 sunfat FeSO4, sắt 3 sunfat Fe2SO4 3 lần và magie sunfat MgSO4. Hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch trên bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Như vậy là chúng ta cần phải có kiến thức nắm vững về 3 cái muối sunfat này. Và phải nhận biết bằng phương pháp hóa học các em nhé. Như vậy là cái muối sắt 2 sunfat này là dung dịch trong suốt không màu các em ạ. Thế còn muối sắt 3 sunfat này là dung dịch có màu đỏ nâu này. Và cái muối magie sunfat này là cũng là trong suốt không màu. Như vậy nếu được phép nhận biết bằng phương pháp vật lý thì chúng ta sẽ chỉ ra ngay là dung dịch nào có màu đỏ nâu là dung dịch sắt 3 sunfat các em nhé. Còn hai dung dịch trong suốt không màu là sắt 2 sunfat và magie sunfat. Tuy nhiên thì ở đây họ yêu cầu chúng ta giải quyết bằng phương pháp hóa học, cho nên là chúng ta không được cách nhận ra dung dịch này có màu đỏ nâu các em ạ. Chúng ta phải tiến hành bằng phương pháp hóa học, tức là có xảy ra sự biến đổi chất. Và cách làm chúng ta như sau, đây là 3 muối sunfat. Thì chúng ta sẽ chuyển chúng thành các hydroxit ở dạng kết tủa các em nhé. Và anh FeOH 2 lần là kết tủa màu trắng, FeOH 3 lần là kết tủa màu đỏ nâu và MgOH 2 lần là kết tủa màu trắng. Bởi vậy thì chúng ta sẽ cho tác dụng với lại dung dịch NaOH dư để tìm ra cái nào mà tạo ra kết tủa đỏ nâu, thì đó là sắt 3 sunfat. Vậy là ý thứ nhất chúng ta làm sau, lấy 3 mẫu dung dịch cho tác dụng với dung dịch NaOH dư ở 3 ống nghiệm riêng biệt. Dung dịch nào tạo kết tủa nâu đỏ thì đó là dung dịch Fe2SO4 tất cả 3 lần các em ạ. Dung dịch sắt 3 sunfat. Và ta phải viết phương trình chứng minh. Đó là Fe2SO4 3 lần cộng với NaOH. Thì đây là phương trình của muối cộng bazơ sẽ tạo thành muối mới và bazơ mới. Và muối là Na2 SO4 và bazơ mới là FeOH 3 lần. Nhắc lại này, đây là dạng phương trình phản ứng của muối cộng bazơ tạo thành muối mới bazơ mới. Điều kiện hai chất ban đầu phải tan đã thỏa mãn các em nhé. Sản phẩm có kết tủa, đây có kết tủa, cái này là màu nâu đỏ các em nhé. Kết tủa này màu nâu đỏ này.
Và cái cân bằng là chúng ta thấy rằng là ở đây có ba cái nhóm SO4, chúng ta cho ba vào đây đúng không ạ? Đây là ban 26 natri chúng ta cho vào đây. Thế 6 nhóm OH thì chúng ta đi có ba là cho hai vào đây. Thế là sắt bên này có hai luôn, bên đây có hai luôn các em nhé. Như vậy là dung dịch nào mà tạo kết tủa nâu đỏ thì đó là dung dịch Fe2SO3 lần sắt ba sunfat. Hai dung dịch còn lại thì là cho kết tủa trắng các em nhé. Hai dung dịch còn lại cho kết tủa trắng. Là FeSO4 và MgSO4. Chúng ta phải viết phương trình chứng minh hai cái dung dịch này tạo kết tủa trắng. Phương trình thứ nhất là FeSO4 cộng với NaOH. Đây cũng là dạng muối cộng bazơ tạo thành muối mới. Na2SO4 natri sunfat và bazơ mới là FeOH 2 lần. Thầy nhắc lại tính chất này, muối cộng bazơ tạo thành muối mới bazơ mới. Điều kiện hai cái chất ban đầu phải tan, nó thỏa mãn và sản phẩm có kết tủa. Đúng rồi, có kết tủa FeOH 2 lần đây, mà đây là màu trắng căm nhé. Màu trắng. Cách cân bằng là đây có 2 là Na, có 2 OH thì chúng ta cho 2 vào đây là 2 về bằng nhau cả. Đúng không ạ? Tiếp theo là phương trình chứng minh của cái MgSO4 cộng với NaOH. Thì đây cũng là dạng muối cộng bazơ tạo thành muối mới. Na2SO4 cộng bazơ mới lại MgOH 2 lần. Đây là chất kết tủa màu trắng. Như vậy là cân bằng thì tôi này có 2 Na, có 2 OH thì cho 2 vào đây các em ạ. Và đây cũng là dạng muối cộng bazơ để tạo thành muối mới bazơ mới. Điều kiện hai chất bắt đầu phải tan, sản phẩm có kết tủa được. Như vậy là đã thỏa mãn các bạn. Như vậy là chúng ta thấy rằng là hai dung dịch còn lại đều tạo ra kết tủa trắng là FeSO4 và MgSO4 đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nhận xét là trong hai kết tủa trắng này, nếu để trong không khí một thời gian ấy, thì cái anh FeSO2 lần này tác dụng với oxy có trong không khí các em nhé. Tác dụng hơi nước có trong không khí tạo ra màu đỏ nâu. Thế còn cái anh MgO2 lần này mà để cho không khí thì nó sẽ không phản ứng với oxy và hơi nước trong không khí, nó vẫn là kết tủa màu trắng các em nhé. Như vậy chúng ta đã nghĩ cách làm rồi, lọc lấy hai kết tủa trên. Lọc hai kết tủa màu trắng trên. Để trong không khí một thời gian. Để trong không khí một thời gian. Kết tủa nào hóa thành màu đỏ nâu thì đó là FeOH 2 lần các em nhé. Và suy từ đó chúng ta suy ra dung dịch ban đầu chính là dung dịch FeSO4. Ở vị trí có dung dịch FeSO4 khi gặp NaOH thì mới tạo ra FeOH 2 lần, và để trong không khí một thời gian thì sẽ hóa thành màu đỏ nâu. Và chúng ta viết phương trình chứng minh. Phương trình chứng minh là FeOH 2 lần sắt 2 hydroxit cộng khí oxy có trong không khí cộng hơi nước có trong không khí và tạo ra FeOH 3 lần. Cái này là màu trắng này. Cái này là màu đỏ nâu này. Đỏ nâu hay có thể gọi là nâu đỏ các em nhé. Thì trong hóa học chúng ta có thể gọi là đỏ nâu, nâu đỏ đều được. Và cách cân bằng ra như sau. Chúng ta cho hai vào đây, mình có hai sắt và cho hai vào đây để mới biết được có 6 hydro đúng không ạ? Hai sắt này, hydro 22 là 4, 4 có 26. Vậy oxy ở bên này là có 2 x 3 là 6 oxy các em nhé.
Oxy ở đây có 2 nhân 2 là 4 rồi, 4 cộng 1 đây là 5 rồi. Vậy đây cần một oxy nữa là 6, đúng không? Thì chúng ta cho 1 phần 2 vào đây, 1 phần 2 nhân 2 ra 1. Như vậy là chúng ta đã chứng minh rằng kết tủa màu trắng FeO 2 lần để trong không khí một thời gian thì biến thành màu đỏ nâu FeO 3 lần. Còn MgOH 2 lần để trong không khí thì không bị biến đổi. Không bị biến đổi. Vẫn là màu trắng. Và từ đó chúng ta suy ra dung dịch ban đầu là dung dịch MgSO4 em nhé, magie sulfat. Bởi vì magie sulfat tạo ra kết tủa magie hydroxit màu trắng để trong không khí thì nó không bị biến đổi. Từ đó chúng ta đã nhận ra được dung dịch magie sulfat. Như vậy chúng ta đã giải quyết được bài tập toán này bằng phương pháp hóa học. Đầu tiên chúng ta nhận ra được dung dịch sắt 3 sulfat, đúng không ạ? Dung dịch sắt 3 sulfat bằng cách thử với dung dịch NaOH thì nó tạo ra kết tủa màu nâu đỏ FeH 3 lần, đúng không ạ? Và sau đó thì hai dung dịch còn lại đều tạo ra kết tủa màu trắng. FeSO4 tạo ra FeH 2 lần màu trắng, MgSO4 tạo ra MgOH 2 lần màu trắng. Nhưng hai cái bazơ này có một điểm đặc biệt là bazơ FeO2 lần sắt 2 hydroxit thì khi để cho không khí thì sẽ bị biến đổi thành sắt 3 hydroxit có màu đỏ nâu. Thế còn MgO2 lần để cho không khí thì vẫn như cũ. Vậy chúng ta lấy hai cái tủa ra để cho không khí, đúng không ạ? Cái nào hóa thành màu đỏ nâu thì đó chính là FeO3 lần. Và suy ra được cái dung dịch ban đầu tạo ra cái kết tủa màu trắng đấy chính là dung dịch sắt 2 sulfat, đúng không ạ? Sắt 2 sulfat tạo ra kết tủa màu trắng này, FeO2 lần này, để sau không khí thì biến thành đỏ nâu này, đúng không ạ? Và đương nhiên là cái dung dịch magie sulfat là dung dịch còn lại đã tạo ra kết tủa màu trắng để trong không khí thì không bị biến đổi, đúng không ạ? Và dung dịch còn lại đó chính là dung dịch magie sulfat. Như vậy thì chúng ta đã dùng phương pháp hóa học để nhận biết ra được ba dung dịch. Thì muốn làm được bài toán nhận biết thì yêu cầu các em phải nắm được rõ được tính chất vật lý cũng như hóa học của các chất các em nhé. Và bài này ví dụ chúng ta nắm được là dung dịch FeOH 2 lần, xin lỗi, dung dịch FeSO4 là trong suốt không màu này, dung dịch Fe2SO4 3 lần là màu đỏ nâu này, dung dịch MgO2 lần là màu trong suốt không màu này. Và khi tác dụng với bazơ NaOH thì sẽ tạo ra những bazơ có màu là FeOH 3 lần màu đỏ nâu, đúng không ạ? FeOH 2 lần là màu trắng, MgOH 2 lần màu trắng. Và một tính chất đặc biệt của FeOH 2 lần là để trong không khí một thời gian thì nó sẽ tác dụng với oxy trong không khí, hơi nước trong không khí để tạo ra kết tủa màu đỏ nâu là FeOH 3 lần các em nhé. Đây là những kiến thức quan trọng cần nhớ trong bộ môn hóa học để giúp chúng ta giải quyết những bài tập một cách dễ dàng. Ở video này thì hôm nay thì kết thúc ở đây. Hẹn gặp các em trong những video sau. Thân ái chào các em. Chúc các em học giỏi.